Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em. Từ bấy giờ bận rộn quá, cho anh em nâng cấp phần mềm rồi chúc. Anh em chia sẻ nhá. Anh em chia sẻ đi ạ. Chia sẻ mặt lên anh em ơi. Ok, nồi niêu xong chào. Rồi, đêm nay sẽ remix cho anh em con xe Vision khóa Smart Key. Khách hàng có nhu cầu xuống khóa chìa. Và đồng thời Smart Tool 8 triệu rưỡi làm được gì trên những cái dòng xe mở tour. Rồi, sẽ là con Valeo 2 cục IC, một khóa chìa, một khóa Smart Key và con xe Vision. Chia sẻ mặt like lên cả nhà nhá. Ok. Đây. Rồi anh em thấy tối không ạ? Tối bật thêm điện nhá. Nếu anh em nào cảm thấy tối thì các bạn và anh em bảo bật thêm điện, Tuấn sẽ tăng tốc thêm ánh sáng. Rồi, bây giờ có nhiều khách hàng có nhu cầu sử dụng xuống khóa chìa. Nhưng để chúng ta giảm thiểu cái chi phí không phải thay thế nhiều. Đúng không ạ? Khách hàng vào xuống khóa chìa, anh em chơi bài toán kinh doanh không đồng. Khách hàng có nhu cầu từ Smart Key xuống khóa chìa chúng ta nhận với giá không đồng. Không thay thế gì nhiều, không đồng. Không đồng thì khách hàng có lợi nhuận, anh em cũng có lợi nhuận. Lợi nhuận ở chỗ nào? Thì tất cả chúng ta chia sẻ 100 người nhá, 100 người chơi. Rồi, 100 người chơi. Còn đêm nay anh em nào có nhu cầu cài đặt mở tour trên laptop với giá vài triệu thì anh em cũng comment. Đấy, mở tour full đề từ trên laptop chỉ có giá khoảng vài triệu cũng có. Còn anh em mở tour những cục IC của Kenhin hoàn toàn Đình Tuấn tặng cho anh em, chỉ cần bỏ tiền mua sợi cáp vài trăm nghìn. Và khóa học online trực tuyến 10 đêm về phun xăng điện tử ngẫu hứng để xử lý những cái dòng xe phun xăng điện tử không khó với giá 500.000 cộng tài liệu 500 bằng 1 triệu, khai giảng vào ngày 22 tháng 11 tới đây. Hôm nay là ngày 15 rồi, chúng ta còn một tuần nữa chúng ta sẽ gặp nhau với giá là 1 triệu. Được không nào? Rồi, còn cài đặt file mở tour hoặc sử dụng Smart Tool giá chỉ có vài triệu ngang với nhau, mở full toàn tập trên cái laptop. Anh em nào muốn xịn sò gõ ở trên laptop phải đầu tư cái máy tính. Không đầu tư máy tính thì sử dụng con Smart Tool với giá khoảng vài triệu. Khi các anh nào đang có những cái máy chuẩn đoán như kiểu Smart Tool bản thường hay là Motoscan. 100 người chơi demo đêm nay mình sẽ làm cho anh em thoải mái về nhấp nhà và đồng thời hướng dẫn cái tư duy để kinh doanh. 100 người, Lê Duy xin chào, ấn like chia sẻ ủng hộ Đình Tuấn. Anh em nào cần về laptop, Đình Tuấn cũng cung cấp luôn cả laptop giá vài triệu, chuẩn bị về vài con laptop. Chơi thoải mái, chơi tẹt ga luôn. Yeah, chơi thoải mái với cả nhà. Đấy. Rồi, chia sẻ anh em. Rồi, xin chào anh Khôi Nguyễn. Rất là thú vị. Ngày mai mình sẽ trả cho hai anh em ở Nha Trang hai cái máy chuyên mở tour thôi, giá vài triệu bạc. Tặng cho anh em món đồ làm kỷ niệm nữa, được chưa? Càng ngày càng hấp dẫn. Phim nó phải là dài tập, đúng không ạ? Phim luôn luôn bộ phim dài có phải là 20-30 tập đến 50 tập. Cuộc sống phải là ở cái cuối cùng thì chúng ta mới sẽ thử hấp dẫn. Hấp dẫn nó đang chờ anh em ở phía sau. 64 người chơi, có thể là tăng tốc thêm 100 người được không ạ? 100 người. 100 người thì hôm nay mình sẽ chỉ anh em nhiệt tình luôn. Từ cái hệ thống khóa thông minh Smart Key, khách hàng có nhu cầu bảo bây giờ em ơi, anh muốn xuống. Có mất nhiều tiền không?
chúng ta sẽ nhận khách hàng và chủ cửa hàng không đồng. Không đồng, nhưng lợi nhuận sẽ thuộc về anh em khá là cao. Đêm nay không đồng. Rồi, thì đêm nay chúng ta sẽ sử dụng con Smart Tool. Vẫn nói nôm na mô phẩm cho anh em sẽ là cái bảng hơn 8 đồng tặng cho anh em một phần quà khi mua sản phẩm, chỉ có để remap hay là trên phần mềm máy tính giá chỉ có vài triệu chẳng hạn như vậy. Anh em đầu tư máy tính vài triệu, còn mở tour đề từ vài triệu, còn là Kenhin là SH Ý này, anh em nghe rõ, SH Ý này, Lead này, SCR này, Vision này, AB đầu bò này, Winner này, Winner X này, Sonic này, rồi là Future này, giá 650k, phần mềm cài tận giường. Được chưa? 650k mở tour được tất cả, khá là nhiều những dòng xe Kenhin. Rồi, Quốc Vương ngày mai ăn trả máy. 70 người chơi chia sẻ mặt lên được nữa không ạ? Rồi, hai thiết bị can và tun. Rồi, cáp của tun thì ở đây chuyên chỉ để mở tua thôi. Mình sẽ cho ít một ánh điện lên cho nó sáng nha. Đừng để tiền rơi. Đúng không ạ? Hãy để đồng tiền rơi đúng chỗ. Đình Tuấn chưa ăn cơm luôn, đáng lẽ hôm nay ăn cơm sớm và hỗ trợ anh em trục trặc về con Smart Tool, về cái thẻ nhớ nó bị hư. Ơi, 75 người rồi ạ, 80 người, 20 người đó ạ. Khoái nhờ, phần mềm máy tính bao nhiêu. Rồi. Anh em biết tại sao không? Cái máy tính này chỉ để hù ma dọa khỉ, để có sự đẳng cấp khi làm để ở trên cái yên xe thôi. Cái này là mang phẩm chất là hù ma dọa khỉ, cho nó có sự đẳng cấp là ở trên cái máy tính. Nhưng anh em phải biết sử dụng quen thuộc về máy tính một chút xíu. Ví dụ khách hàng có nhu cầu mở tour thì chúng ta không sử dụng những cái máy bấm tít tít này, chúng ta sử dụng con laptop này. Winner tí nữa mình sẽ mở tour cho anh em trên máy tính luôn, giá vài trăm nghìn được chưa? Đây Winner đây, đây có thiếu gì xe anh em? Winner này, AB này. Khách hàng có nhu cầu thì anh em ví dụ tỏ vẻ ra cảm thấy chúng ta là đây đây mở tour. 650.000 mở tour được Winner, mở tour AB đầu bò, mở tour Vision, mở tour Future, mở tour SH Ý, khá là nhiều. 650.000 anh em có máy tính mình sẽ cài cho. Thôi giờ kiếm chai nước uống. Những cái này các bạn phải đặt trước nha. Phải đặt trước. Đó, thì khách hàng có nhu cầu mở tour thì anh em đặt lên con Winner như thế này. Kết nối với cổng Calai thì bấm phạch phạch. Tí nữa ok chơi Winner này luôn. Đêm nay trên 150 người chơi luôn Winner. Chơi luôn AB đầu bò. Xe ở đây có mặt đầy anh em ạ. Cái này. Xe này xe khách. Ok. Đó. Rồi, tiếp tục đủ 100 người mình sẽ chơi cái ban này trước cho cả nhà cả đá, nó phải lần lượt, không đi đâu mà nôn hết. Lần lượt nha, anh em sẽ là lần lượt rồi mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà. Ok. Rồi, mình sẽ thắp cho anh em ít đèn nữa, đã chơi thì không bao giờ tiết kiệm tí điện, thời buổi này tiết kiệm gì tí điện, đúng không? Rồi sáng nha. Sáng rực. Tiết kiệm gì anh em thấy không? Ánh đèn này phải tối và dạy các bạn online này. Sáng rực anh em phải soi được cái gì luôn. Và đêm nay nếu mà đủ người chơi nhiều, các bạn mà cắm cái mô hình này Novo 5 hoặc là Airside phải thêm cái gì ok luôn, chơi hết. Không có thì chừa đêm mai. Mình sẽ phục vụ anh em 5 đêm live stream ở cái fanpage này hoàn toàn miễn phí. Đêm thứ 6 mình tiếp tục dạy online, khóa này chắc phải 4 đến 50 anh em. Rồi. Ok. Dàn xe này thì anh em học 10 đêm. Có tiếc gì 500 nghìn không? 500 nghìn có tiếc không? Bỏ ra 500 ngàn học được gần chừng này xe có tiếc không nào? Ngàn năm mới có một lần đó anh em ạ. Ok. Rồi, bây giờ sẽ vào chủ đề.
không để anh em phải chờ đợi lâu. Giới thiệu sơ qua khoảng 11 phút. Cường đô lao không là sao? 500.000 học 10 đêm về phút xăng điện tử với tất cả những con xe này có rẻ không? Remap mở tua rồi, dữ liệu động cơ ban bận đo kiểm đủ các kiểu. Ngày 22 tháng 11 Tuấn khai giảng khóa mới với online 1 triệu. Anh em nào đăng ký truy cập vào Zalo. Anh em ghim dùng số điện thoại của mình lên tường dùm ạ. 0909 755 993. Rồi Zo nhá. Rồi Zo thì bắt nguồn từ đâu? Rồi bây giờ ví dụ một con xe Vision, bây giờ anh em hãy nghe rõ, nó có hai hạng mục để giới thiệu. Một, bây giờ vào bắt bận con IC của khách hàng bị chết mặt kim phun. IC này được mang ký hiệu K44P là của khóa thông minh Smart Key. Con này chết mặt bơm xăng, kim phun hoặc là chết mặt CKB. Chết. Chết. Được chưa? Rồi, khóa học 1 triệu khai giảng vào 22 tháng 11 và đêm nay sẽ remix. Đúng rồi, những cánh tay của các anh em đâu rồi? Chia sẻ đi nào. Thì bây giờ vô tình vừa rồi đi mua rẻ được con IC này. OCK. Được chưa nào? Hoặc là xe này khách hàng đang xài khóa Smart Key. Đang xài khóa Smart Key. Đó. Hay chơi cái này trước là dễ hiểu ơi. Khách hàng có nhu cầu bảo em ơi cái xe này chạy hay bị hết bình. Gì ạ? À, chú lớn tuổi. Chú ăn xong chú cứ để quên chìa khóa nó sẽ hết bình. Và đồng thời bật cái này khó quá các cháu ạ. Hay là các con ạ. Bây giờ chú lớn rồi. Hoặc là cô có tuổi rồi. Con Vision này đi thì thích thật. Nó nhẹ nhàng thật. Cô chú bây giờ có nhu cầu xuống khóa chìa. Khóa chìa nhưng cửa hàng kia bảo chú hết 1,5 triệu. Con bao cho chú xuống khóa chìa. Chú bù con 1,5 triệu. Y xe chú tháo đưa cho con. Móc chú trả con. Ổ khóa này chú trả con 1,5 triệu nên chú không làm. Và tới con tư vấn với giá là 0 đồng. 0 đồng. Con xuống ổ khóa chìa cho chú. Lấy ổ khóa chìa luôn. Cho nó vip. Đúng không ạ? Like nó phải trả thực tế. Chia sẻ phim càng ngày càng hay. Rồi. Thì bây giờ khách hàng có nhu cầu xuống ổ khóa chìa như thế này. Rồi. Chú thích như thế này con à? Rút ra. Đấy, có ổ khóa chọt vào mất lại dễ cắt. Đúng không ạ? Ôi trời, cái ổ khóa này chú thấy mở rườm rà quá con ạ. Lúc đầu tiên mở cứ phải nhấn. Nhiều lúc chú nhấn mấy lần không mở được cái núm khóa này. Nhiều lúc chú tính bán rẻ con xe này luôn. Mà thật sự con xe này thằng con trai tặng cô chú. Đó là cái kỷ niệm. Chú không muốn bán. Đó, nên chú đi hỏi rất là nhiều nơi, người ta bảo là xuống khóa chìa phải bù tiền cho người ta. Chú bảo là hộ khóa thông minh Smart Key này tại sao chú thay xuống khóa chìa mà tại sao? Đáng lẽ phải bù tiền cho chú chứ tại sao lại chú lại bù tiền 1,5 triệu. Thì nghe tới tiệm con thì tư vấn như thế này, 0 đồng. Nhớ nha, 0 đồng. Trời ơi, gì mà cái xe cứ ra cứ nhấn hoài mà ăn xong cứ bị hao bình, để quên bình bởi vì khách hàng có nhu cầu xuống khóa chìa. Ok, đây chú, ổ khóa mới nha.
Rồi thì là một anh em thợ bình thường thì chúng ta chỉ cần tháo hai con vít này ra, bắt ổ khóa, thay ổ khóa này, cắm cái rắc 4 chân là xong. Khóa chìa hoàn hảo. Chỉ thay một ổ khóa này vào thôi. Thấy chưa? Thay ổ khóa này vào thôi. Anh em không cần phải thay IC. Thấy chưa? Ngày xưa chúng ta phải thay IC, bây giờ chúng ta không cần phải thay, đỡ tốn tiền, chúng ta off luôn cái bảo mật. Off luôn cái tính năng bảo mật. Off luôn. Rồi, ví dụ nôm na ở đây coi như là thay ổ khóa rồi đi. Nó sẽ mất đèn FI như thế này. Đây đang ví dụ nha, ổ khóa này mình chưa thay nhưng mình đang nói ví dụ với anh em. Rồi. Đó, thay ổ khóa xong nó cứ kêu như thế này chẳng hạn như vậy. Hoặc là mất bơm xăng bởi vì chúng ta rút SU ra rồi. Được chưa? OK. Anh em đơn giản. Rồi, báo với khách hàng. Chú à, bây giờ tất cả tiền công con xử lý cho chú. Không đồng. Thay ổ khóa cho chú, ổ khóa này chú trả lại con. Rồi, đầu móc này chú trả lại con. SU này là của con. Con sẽ làm cho chú không đồng. Đó, bây giờ coi như là đổi ổ khóa, đổi cái hộp đen, đổi cái remote. Con nhận lại 3 món của chú. Rồi, remote, ổ khóa và hộp đen. Con gửi chú bộ ổ khóa mới, 2 chìa. Rồi, không biết là hồi giờ chú mua xe chú còn 2 chìa không? À, trời ơi, chú còn 1 chìa ở nhà nữa. Chú cho mày luôn. Thế là lúc này anh em đã có 2 chìa khóa, 1 ổ khóa và hộp SU. Thì lúc này đương nhiên chúng ta đổi cho khách hàng là không đồng. Xong, rẹt, bắt ổ khóa vào. Đây mình đang nôm na nha, không có thời gian để mình tháo ổ khóa. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em lắp ổ khóa này vào làm sao để đề được. Đúng không ạ? Chỉ, nó phải chỉ bài bản. Đấy, mình không còn thời gian để mình tháo nhiều, mình đang nôm na. Thì lúc này anh em đã có motor scan hoặc đồng thời thiết bị nào khác. Đúng không ạ? Chúng ta không cần phải đổi. Không cần phải đổi nữa. Con máy này đọc được thông số, làm full smart key. Thì mua lên con smart tool này giá hơn 8 triệu. Ăn xong chỉ để remap. Mà off key. Mới off cái van EPAPO khi xuất hiện cái lỗi 88, không phải thay IC. Đây. Những cái dòng xe đời mới hiện tại nó sẽ xuất hiện cái lỗi 88 khi bị chuột cắn hai sợi dây vào cái van EPAPO. Van kiểm soát khí bay hơi bình xăng. Bởi vì hai dây này sẽ là một dương 12V, sau khóa dây còn lại sẽ là IC smart. Khi chúng ta lên một phần 3 ga nó cứ dính lại với nhau. Nên nó bị chết cái mặt IC. Là báo cái lỗi 88 thì lúc này anh em có thể dùng smart tool này off luôn. Off bỏ cái mã lỗi 88 đấy ở trên cái đồng hồ. Rồi, không cho nó chất lỗi cái 88 nữa. Chúng ta lấy 5 đến 700 ngàn được chưa? Vô trong hết người ta bảo thay con ICSH hay là con SHK77 này tầm 4-5 triệu. Vào chúng ta sử dụng con smart tool hơn 8 triệu, remap mở tua off luôn. Rồi, bây giờ đầu tiên sẽ off cái này cái đã. Đấy nhá, con này nó đang có má này. Thì bây giờ chúng ta sẽ off, nó sẽ trở thành khóa chìa như con này. Đây, chúng ta không cần phải thay IC cho khách hàng nữa. Đây, con này khóa chìa. Ngày xưa chúng ta phải đi mua cái con này về. Tốn tiền cho khách hàng. Được chưa? Con này khá là cao. 1,5 triệu, 1,6 triệu. Mua mới 2 triệu. Hoặc nhiều anh em mua cục IC của bà Thái. Nó rẻ. 1,2 triệu, 1,3 triệu. Rồi. Không mua má của Việt Nam thì mua hàng Thái. Nếu mà nó rẻ 1,2 triệu, 1,3 triệu. Mất thời gian. Rồi không cần nữa. Chơi luôn. Off. Chúng ta chỉ cần đơn giản lấy cổng cáp kết nối cổng can lai.
Smartphone này sẽ ọt hết cho anh em với giá thành chỉ có hơn 8 triệu, tặng anh em một phần quà đầu tay, và ngày mai mình sẽ gửi hai máy đi Nha Trang. Hai máy đi Nha Trang. Mình sẽ tặng hai anh em hai phần quà đầu tay ở sử dụng con Smartphone chuyên Gmap, chuyên mở tour thôi. Cắm vào. Cáp nó cũng như thế này. Cáp bởi vì anh em này có cái máy Motoscan rồi, anh cần mở tour. Mở tua máy tính, giá phần mềm cũng như nhau nhưng phải đầu tư cái máy tính. Lỡ may mà rớt máy tính cái pẹt, thế là đai cái máy tính. Thôi sử dụng cái máy cho an toàn. OCK. Rồi anh Đạt comment cho em, anh không cần phải đổi máy. Anh Đạt, đúng không ạ? Ngày mai anh em nào đăng ký sớm thì Tuấn sẽ tặng mỗi người một món quà 8,5 triệu kết nối vào như thế này. Đó, cái này là nó cứ kêu vậy. Nó kêu như vậy, đây. Đấy. Nó không có đèn FI. Được chưa? Chúng ta khởi động vẫn không được. Xì kê. Đó. Rồi, để cho nó im lại chút. Rồi thì cái này không có chức năng để đọc thông số hiện hành sau tương lai, anh em có nhu cầu thì lại đọc, thì chúng ta lại nâng cấp. Còn bây giờ anh em đang sử dụng con Motoscan, An Đạt, đúng không? Những anh em khác. Rồi con này làm kỳ rồi, chúng ta hãy chia ra hai con máy để cho sự bền nó lâu hơn và đỡ tốn tiền hơn. Con này để phân tích dữ liệu, để làm kỳ. Con này remap cho nó nhẹ bớt. Làm việc nhiều quá nó sẽ mệt, cảm thấy mệt mỏi. Thôi hai sử dụng hai con này, giá cũng rẻ mà, 10+ triệu. OCK bền nhá. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần remap. Rồi remap hơn 8 triệu nhá. Rồi Honda, chúng ta sẽ vào remap ACG để tắt chức năng ọp smart key. Rồi ọp qua cổng Kalai này luôn. Cả nhà nhìn thấy cổng Kalai không? Rồi chúng ta sẽ chức năng tắt ọp. Rồi khóa smart key xuống khóa chìa, con nhận chú là không đồng. Trời ơi sao cửa hàng con giỏi dữ vậy, con lại tư vấn lại tốt như vậy hả con trai? Trời ơi, cô chú mà biết sớm là đỡ phải đi mệt rồi. Thôi lần này chú sẽ về nhà giới thiệu thật nhiều khách hàng vào tiệm con sửa xe. Bởi vì con chăm sóc quá nhiệt tình, quá tốt. Cô chú cảm ơn con nhiều. OCK. Bắt đầu hành trình ở trạng thái off smart key. Đang thiết lập. Được không ạ? Giá hơn 8 triệu. Hơn 8 triệu anh em làm được điều đó. Mở tour luôn. Tí nữa chúng ta sẽ làm xong xe này thì chúng ta sẽ mở tour trên xe của Valeo. Valeo. Rồi anh em chờ trong giây lát. Rồi chỉ cần đơn giản như thế thôi. OK, ngày mai anh gửi em luôn hai máy. Cúc Vương ơi, đoan máy nữa, hai máy. Hai máy em ơi. Ọp khóa luôn lấy tiền. Mai anh gửi hai máy em trai ơi. Thằng Đoan một máy, em một máy. An Đạt ở Huế không biết có trong này không nhỉ? Ngày mai hai máy đầu tay, Tuấn tặng cho anh em hai món quà. OCK. Hơn 8 triệu. Hơn 8 triệu làm con này tầm hơn 8 triệu nữa. Tùy theo máy. Ôi giời, xài mãn cuộc đời. Thiết xe máy, máy của anh ọp phải thêm 3 triệu nữa anh trai ơi, anh mới ọp được nha. OCK, sướng không? Chuẩn bị này. Chuẩn bị xem nó có tít tít được không. Được chưa? Và tí nữa sẽ hướng dẫn anh em xuống khóa chìa chúng ta phải nối dây như thế nào. Nối dây như thế nào nha. Cái này hiện tại đang ọp cho chú. Tí nữa sẽ nối dây.
Xì kê hơn 8 triệu. Anh em nào cần về tư vấn, cần gì về học thì tham gia khóa học ngày 22 tháng 11, giá 1 triệu nhá. Tư vấn nhiệt tình mua máy 8 hơn 8 triệu cũng tặng nhóm học online nhá. Mua tặng hết, máy nào cũng tặng. Máy này giá vài triệu cũng tặng, máy này giá vài triệu cũng tặng, mười mấy triệu cũng tặng hết. Hỗ trợ nhiệt tình, hy vọng rằng anh em về nhà làm kiếm cơm được. Là Đình Tuấn khoái rồi. Ấy, ok. Ấy, ok. Khóa Smoky xuống khóa chìa bao với khách hàng là 0 đồng, sẽ có lợi nhuận ở phía sau. Tí nữa sẽ comment, comment nhiều Tuấn sẽ hướng dẫn cho cả nhà. 0 đồng thì mua bộ này nó chỉ có tầm giá khoảng vài trăm của hết, kể cả chạy vào trong hết mua giá có vài trăm. Ok, vào học tiếp luôn em trai, học mãi luôn, cứ mua máy là được học. Mai anh tặng cho hai chú, hai người hai phần quà nhỏ khá là hấp dẫn. Nha Trang thẳng tiến. Ọp luôn. Nguyễn Nhật chào em trai. Ngày mai hàng về khá nhiều, mình sẽ gửi cho anh em IC đủ này làm các loại. Đúng ạ, like bấm thả chim liên tục đi ạ. Đúng ạ, cảm ơn những cánh tay của anh em ạ. Thả mạnh vào ạ. Thiết xe máy, máy anh phải nâng cấp chứ. Đấy, còn anh em nào đang có những cái bản thường thì mua thêm cái bản này cũng được. Cái bản N 8 triệu mấy. Bữa nay nâng lên phải hết 10 triệu, mua con này hơn 8 triệu nữa. Ok. Hoặc anh em đang có Motocan rồi, bền bỉ trâu bò, đi cày theo 5 tháng, mua con này nữa về nhà chỉ remap. Ọp. Kỳ. Ọp Epapo. Ok, đây đang có Motocan này thì bán làm gì, thằng này trâu bò này. Thằng này rớt không không sao hết này. Thì mua thêm thằng này về nhà. Trâu bò. Về nhà phi với ngựa. Trâu và ngựa phối hợp với nhau sẽ đẳng cấp. Lại tít tít lượm lúa. Rất tuyệt vời. Chia sẻ nhiều lên đi. Cái này ọp sau này các bạn thích mở lại cũng được nhá. Ọp sau mở lại cũng được. Ok Nguyễn Hoàng, mua máy đi, vào nhóm học online luôn. Máy này hơn 8 triệu Quốc Thịnh ơi. Tặng cho món quà nhỏ làm kỷ niệm nhá. Ok, ngày mai nhá, bắt đầu vào ngày mai. Ăn xong chỉ có remap tất cả những cái dòng xe. Từ Kenhin cho tới ACG tới 2021. Thiết xe máy ngày mai comment với em gửi 2 TBS và anh comment với em luôn nhá. Trong vòng khoảng 10 phút. Lúc này để hoàn thành chi tiết này, chúng ta sẽ tắt khóa điện và mở lên on để kết thúc. Xem đồng hồ chúng ta còn có bơm xăng hay là không. Bắt đầu. Rồi, đã ọp. Nổ máy. Ok. Hay không anh em? Rồi, bây giờ con đã ọp chức năng này cho cô chú thành công. Vấn đề còn lại bây giờ con lắp cái ổ khóa này vào cho cô chú và con sẽ đấu dây như thế nào. Thì anh em hãy chia sẻ mạnh lên nào. Rồi, bây giờ cái vấn đề còn lại là lắp ổ khóa. Cái rắc 4 dây ở đây, 4 pin ở đây thì cắm vào cũng như nhau. Chúng ta sẽ thay đổi như thế nào để cho cô chú đi về được. Và tất cả Smoky là của anh em. Bộ đấy sau tương lai sẽ bán được 2 triệu. Ổ khóa này mua khoảng 600 nghìn có lợi nhuận ngay 1 triệu tư. Nhưng phải sử dụng con sờ mắt tun. Đó là trong kinh doanh phải có lợi nhuận. Ở chưa?
Hoặc lần sau có một quý vị nào muốn lên con Vision khóa chìa, muốn lên Smart Key thì nhận với khách hàng là giá 3 triệu bao cả bộ dây cả công lắp ráp. Thì lúc này chúng ta trừ chi phí chúng ta lại kiếm được 2 triệu. Đúng không ạ? Lợi nhuận ngay trước mắt. Hoặc là chúng ta không làm gì, chúng ta mang ổ khóa này bán lại cho tay ga Đình Tuấn khoảng tầm gần 2 triệu. Đình Tuấn về nhà bán lại anh em lại kiếm 100 nghìn, đúng không ạ? Bỏ hơn triệu phải bán có lợi nhuận 100 chứ. Đó là quy luật trong kinh doanh. Rồi. Rồi thì chúng ta phải thay đổi như thế nào khi chúng ta xuống khóa chìa? Rút hộp SU cắt. Rồi, cái này là của anh em rồi và tiếp tục tháo ổ khóa trên này nữa là của chúng ta luôn. Cắt. Thì bây giờ chúng ta lấy như thế này, coi như cái này coi như là ổ khóa lắp vào đi. Mất công thì Tuấn tháo thì chúng ta sẽ không khởi động được. Đấy. Thế thế nào? Nếu anh em không hiểu mình sẽ vẽ cho anh em, còn anh em dễ hiểu thì chúng ta bấm ok ok hết nhá. Ok ok hết nhá. Đấy, nếu anh em hiểu rồi thì anh em bấm ok ok hết. Đầu tiên cái công tắc đề. Nó đơn giản chỉ là cái tiếp điểm như thế này, hai sợi dây đi vào, hít vào nhau, nối, nhả tắt, hít nối, nhả tắt. Được chưa? Rồi, làm một cái tiếp điểm đơn giản như thế này đi. Nhấn nhả, nhấn nhả. Thì ở đây nó có xé một cái dây mát sườn. Anh em rút ra, anh em không biết mát sườn thì anh em sẽ sử dụng cái đồng hồ anh em đo. Anh em sẽ đo một dây ở trong đó, nó sẽ thông ra mát sườn. Thì anh em hãy cắt. À, cắt để một khoảng trống dài dài ra thế này. Cắt cái dây mát sườn. Được chưa? Anh em sẽ nối vào sau sít tốp. Rồi, cắt, nhớ cắt nè. Rồi, cái dây mà cắt bỏ ở sườn đi ra nối cuốn bằng keo lại. Bây giờ nó sẽ dư ở trên công tắc một dây vừa rồi cắt. Nối vào sau sít tốp. Thì lúc này chúng ta sẽ bóp sít tốp sẽ có điện dương 12V chạy qua nút đề, đúng chưa? Và nhấn nút đề sẽ có 12V, giờ đi đâu? Tiếp tục vấn đề ở đây. Hiểu, bấm ok. Rồi đây. À, anh em có thể cắt sát ở đây. Cái rắc này anh em bó lại cho người ta, nó không quan trọng gì cả. À, cắt. À, hoặc mình mô phẩm mình rút ra đây, dây tiếp tục sẽ là dương từ nút đề xuống khi chúng ta bóp xích tốp, dây số 6. À, dây số 6 nha, sẵn lợt. Anh em sẽ nối vào cái chân số 8, vàng, sọc xanh lá là xong. Rồi, mà cái rắc này kệ hoặc là niêm phong nó lại. Đây, tước lên đây. Rồi, đây, hai dây này các bạn nối lại với nhau là xong. À, đây, tút ra luôn. Được chưa? Mình làm cho anh em dễ hiểu. Ok. À, xong. Rồi, anh em hiểu chưa? Hiểu, bấm ok. Rồi, mấy cái này anh em không quan tâm nữa. Bỏ gọn lại cho khách hàng. Rồi, hiểu, bấm cái OK. Thế rồi. Đây mình rút ra luôn cho anh em luôn này, cho anh em dễ hiểu. Chỉ vậy còn dễ hiểu không cả nhà? Bấm cái ô xì kê. À, hiểu bấm ok 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 ok. Còn anh em nào không hiểu mình giải thích tiếp. Hiểu bấm ok 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 ok. Mình dạy là phải vậy ấy, đơn giản. Cái này cứ như kiểu nhóm học online đi. Đây, cứ như kiểu là online như vậy, dễ hiểu. Bấm hết ok cho Đi Tuấn một cái. Mình làm như vậy anh em dễ hiểu không nào? Quá dễ hiểu đúng không ạ? Rồi.
Rồi lúc này cái này anh em sẽ tháo ổ khóa của khách hàng ra. Rồi bộ ổ khóa FOB, SU, FOB. Rồi nhớ hỏi lại khách hàng: cô chú ơi, vừa rồi mua xe cô chú có hai remote này, chú còn hay là mất rồi ạ? Cô chú sẽ trả lời cho anh em chúng ta: cô chú còn một cái, cô chú treo ở nhà. Thôi để cô chú cầm đến cho con. Thôi nếu nhà cô chú gần ở đây thì con cho lính đi theo, cô chú đưa cho lính của con là được rồi. Cô chú khỏi mất công tới tiệm con. Ok cháu, cháu làm như vậy quá chu đáo. Rồi cô chú bây giờ đi, đi ra hay đi vào để con dắt xe xuống ạ? À, chú đi lên. À, rồi em ơi đi theo cô chú về nhà lấy cho anh cái remote này. Rồi tí nữa anh em sẽ dư một bộ như thế này. Lần sau khách hàng có nhu cầu lên khóa số mấy kỳ, chỉ cần mua bộ dây như thế thôi. Tôi sẽ chỉ anh em nhiệt tình luôn. Rồi anh em chỉ cần bộ dây này thì sau tương lai khách hàng nào có nhu cầu lại từ khóa chìa lên smart key cho nó đẹp. Hoặc anh em làm cái mô hình cho tôi tập dượt off chìa và on chìa, đọc key cho nó quen. Đây, đầu tư mua ổ khóa cho khách hàng 500 ngàn lợi nhuận ngay trước mắt có thể là 1,5 triệu. À, lợi nhuận ngay 1,5 triệu, anh em có làm không? Bài toán này ô xì kê, nhưng khách hàng lại mang ơn chúng ta bởi vì chúng ta tư vấn quá nhiệt tình. À, làm cái nghề này quan trọng là phải tư vấn. À, tay nghề là phải có tư vấn, phải phục vụ khách hàng nhiệt tình và chu đáo thì ắt anh em sẽ có tất cả. Chuẩn không? Chuẩn bấm ô xì kê. Đó. Rồi xong. Tôi dám rút luôn cả cái rác này ra là anh em biết rồi, gì nữa, quá nhiệt tình. Cột lại cho anh em, nhớ dây xăng lợt chân số 6 của SU và chân số 8 vàng xanh biển nối lại với nhau. Thì lúc này chúng ta bóp xích tốp qua nút đề, nhấn nút đề sẽ có điện áp xuống đây 12V và đồng thời sẽ nối lại đây, chạy xuống IC nổ phịch phịch. Rồi IC của khách hàng vẫn là sở mất kỳ. Nhưng chúng ta tạm thời ọp ẩn nó đi, cho nó ở trạng thái không còn cái bảo mật. Ê, OCK. Rồi tiếp tục 8,5 triệu. Sở mất tôn ngày mai tặng phần quà cho anh em làm cái gì? Remap Valeo. Remap Valeo. Hoặc ngày mai tặng cho anh em bộ nồi chơi, về nhà mở tour, đồng thời gắn bộ nồi và đồng thời cái con lò xo này luôn, được chưa? Lò xo chuẩn bị đây. Anh em nào mua thì bán giá rẻ như ve chai, ngày mai tặng luôn đầu tay một bộ nồi, một cái lò xo về nhà. Remap, Remap Valeo. Tiếp tục hành trình cho anh em hai mã Valeo luôn. Rồi kéo xuống đây. Rồi hai cục IC đồng hàng nha, một cục, hai cục. Rồi đầu tay ngày mai tặng cho bộ nồi xài chơi. Hoặc là tặng một cái món quà gì đấy tùy theo anh em có nhu cầu. Đúng ạ, ngày mai đầu tay 2-3 anh em chốt máy. Ngày mai không có nhiều máy bởi vì máy nó mới ra. Tặng cho bộ nồi này về nhà lắp vào bất kỳ một dòng xe nào của 125, Valeo, SH More, đúng không ạ, Leach, đúng không ạ, rất nhiều, và một cái lò xo. Nồi sau anh em có thể đi nồi zin và đồng thời nồi rán. Nồi rán thì bữa nay Đình Tuấn hết rồi, không thể nào còn nữa, chờ ít nữa. Tặng phần quà nho nhỏ, ngày mai mua máy, 8,5 triệu. Hoặc là tặng bộ kiểm tra đèn LED. Tùy theo anh em chọn cái gì thì chọn. Bắt đầu 8,5 triệu làm được cái gì? Tiếp tục kết nối với cổng Calai. Bữa nay Calai hết. Rồi mở công tắc máy. Ấn nút đánh thức chân số 6 của SU.
SCU sẽ dập mát cho cụm từ say. Rồi chúng ta lúc này lại vào cái phần remap. Remap. Đúng rồi, 8 triệu rưỡi đăng ký tặng luôn nhóm học online. Ngày mai chỉ có hai cái bộ này, anh em nào ok chốt sớm tặng, và tặng bộ kiểm tra đèn led vào đúng chỉ có ngày mai chốt máy thôi. Ê, ok. Rồi, remap Honda. Chọn vào remap ACG qua cổng Calais. Thì ở trong này tùy theo cái trạng thái các bạn chọn mức 3, 4, 5, 6, 8% ở trạng thái 12.000 vòng RPM. Sau này có nhu cầu lại về gốc. À. Rồi lại chức năng off van epapo, off smart key. Rồi thì ngày mai mình tặng anh em và khách hàng có nhu cầu làm con Valio hoặc SHMO thì vào phần số 8 để cho nó phê, chạy cho kịp trời mưa. Lắp bộ nồi này vào. Và cảm nhận cái lò xo này thì anh em sẽ lên dốc ngay. Ok, cái này của K01 nha. Hàng đẹp nha. Có sự từ đè tốt. Anh em nào cần mua riêng comment nha. Giá rẻ, nhịp nhả là lên. Rồi. Ấn OCK Valio 219 K59GA71. Tiếp tục. Rồi IC này lúc nãy mình đã mở rồi. Bây giờ mình mở lại cho anh em xem. Tùy theo ở cái hạng mục chúng ta mở ở cái mức nào. Rồi, ok. Em trai ngồi chờ ăn trong vòng khoảng 10 phút nhá. 10 phút. 8 triệu mấy anh em vẫn được tặng nhóm học online nhá. Ok. Mình bao anh em online, mình hướng dẫn cho anh em tận tình sử dụng máy luôn. Các bạn hãy tựa vai và inbox cho Đình Tuấn. Với dàn xe ở đây thì anh em yên tâm, học ở đâu thì học, anh em hãy nhìn dàn xe này cái đã. Đúng ạ, đó, cái dàn xe này mới kinh khủng này. Chuẩn bị nó về thêm vài con xe nữa nha anh em. Nó về thêm vài con xe nữa để đáp ứng cho anh em ở khóa học trực tiếp ở 2022. Nguyễn Văn Tuyên. Được chưa nào? Đúng rồi, anh em hãy nhấn những thả tim hoặc là chia sẻ hoặc là bấm những cái like. Anh em lại gọi chốt máy rồi quá, mình nghe điện thoại chắc lại gọi chốt máy rồi. Alo. Dạ. Có, nghe tiếng. À, cái này dành cho để có mở tua thôi, chỉ có mở tua full các bạn, chức năng mở tua mới là off key, mới là off van epapo. Đúng rồi, chuẩn đoán thì dùng máy khác. Rồi. Đúng rồi, và Zalo này nha. Rồi ok, anh em cứ truy cập Zalo. Đúng không ạ? Nhanh để lấy phần quà. Đây, nhanh để lấy phần quà nhá. Thì cứ liên hệ với Điện Toán phục vụ anh em nhiệt tình luôn. Riêng cái máy có chức năng gì, bảo hành cho anh em 1 năm nhá. Lỗi lầm gì các bạn cứ gửi về. Nó đều là free và miễn phí cho anh em hết. Và tham gia khóa học online ngày 22 tháng 11 này thì chỉ thêm 1 triệu thôi nhá. 1 triệu để tham gia khóa học online còn mua máy tặng luôn. Ờ thì full anh em ạ, à, Nguyễn Hoàng full. Trừ Yamaha. Honda là full.
Rồi sa chia đồ luôn nha anh em nhá, rider luôn nhá, phục vụ luôn, riêng rider sa chia nhả một phát 5 lít. Tham gia khóa học luôn, 10 đêm luôn. Anh em nào không mua máy thì 1 triệu tặng bộ tài liệu nhá. Liên hệ để khai giảng vào ngày 22 tháng 11. Ok, nâng cấp máy vào học luôn online nhá. Chơi đẹp thế còn gì nữa. Vậy trong tương lai mua phụ tùng cũng vào nhóm học online đấy. Anh em cứ để đó, phim còn dài tập. Để Tuấn diễn cho anh em xem, nếu thì Tuấn thì còn xấu. Thì những anh em nào tay nghề khó khăn về phút sang điện tử, các bạn hãy chịu khó theo dõi, nhấn vào trang. Đúng không? Anh em hãy nhấn vào trang fanpage, nhấn vào cái từ theo dõi, kết bạn với tay ga Đình Tuấn hoặc là Tuấn Thần Đạt để xem những cái video hay. Ok, chốt luôn để ngày mai nhận quà, chỉ có một ngày mai thôi. Đúng không? Những phần quà gửi gắm tới cho anh em là bộ nồi hoặc là kiểm tra LED. Đây, kiểm tra LED. Chạy tốc 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 nha anh em. Mua làm cái gì tặng luôn cho anh em bộ kiểm tra LED này. Thấy chưa? Nghe trên mạng giới thiệu Đình Tuấn làm trước người ta cơ. Đây. Đó, kiểm tra full LED. Đấy, lấy cái này hoặc là lấy bộ nồi dùng chơi nhé cả nhà nhá. Đó, quà chỉ có ngày mai thôi. Tri ân ra lò sản phẩm mới. Zalo 0909755 nhá cả nhà nhá. Anh em bạn bè của Đình Tuấn đưa dùng cái số điện thoại Zalo lên dùm ạ. Do mình đang hai tay cầm máy. Chốt rồi á. Em chốt rồi nha, phần quà của em là bộ kiểm tra LED nha. Ok, bộ kiểm tra LED. Đó, anh em chốt nhanh tới mức độ như vậy mà anh em hiểu không? Lưu Mạnh Hùng chốt thì vào Zalo. Oh, xì kê. Làm nồi thì phải remap. Remap thì phải làm được bộ nồi của khách hàng. Thì khách hàng mới có cảm giác là tung hô. Làm nồi không remap thì cũng bỏ. Remap không làm nồi thì không phê. Nó sẽ thay đổi tỷ số truyền. À, làm bộ nồi này vào. Động cơ thì không thay đổi nhiều, nhưng tỷ số truyền sẽ thay đổi theo cái lực lò xo. À, mạng kém quá anh em, từ từ một chút xíu. Nó đông quá anh em ơi, đang kẹt mạng. Mạng mình gắn ngay ở đây này anh em này. Rồi, vấn đề còn lại anh em hãy thò cái tay để tắt cái ổ khóa về off và mở lên on để reset nó lại. Thò cái tay này. À, mở lên. Ô xì kê. Giờ nhịp phát nào sướng phát đó nhé cả nhà. Nhịp phát nào sướng phát đó luôn. Xe này đang động cơ khoảng 25 độ C. Bởi vì thời tiết ở miền Trung, ở Bình Định hiện tại đang mưa gió, đang mưa gió, đang mưa bão. Đúng không? Nhưng bây giờ anh em chỉ cần nhịp một phát nó lên luôn. Được chưa? Anh em nhìn quả ga này. Nó rất chắc. Đó, thấy không? Không bỏ luôn. Đó, anh em nhìn thấy cái lực của máy không? Nó khác. Đó. Đó. Chứ bình thường anh em chưa nạp cái file thì anh em hụp vặn nhanh thế này nó sẽ bị hụp. Đây, xe thường vặn này nó sẽ hụp. Còn bây giờ anh em đã lên rồi, anh em vặn tới đâu lên tới đó luôn, không bỏ ra nào luôn. Này, cái tay này. Đó, anh em hiểu không ạ? Ô xì kê. Đó, 8 triệu rưỡi nha. 8 triệu rưỡi. Còn mô tô xì ken này mua cũng được tặng nhóm học online giá vài triệu luôn nha. Đây, hàng châu bò làm kỳ. Ô xì kê. Chốt nhanh thì tặng quà chỉ có riêng ngày mai thôi. Ngày mốt là mình bán lại bình thường, mình không tặng quà nữa. Đấy. Rồi, nồi trước
hoặc là kiểm tra led. À, bộ này xịn sò nhá. Chúng ta sẽ cắm cái adapter này vào nguồn 220. Và led này sẽ tự động tính toán cho anh em ở trạng thái từ 1 cho tới khoảng 24V. Tự động hết. Anh em nào của Đình Tuấn giới thiệu bạn bè mua máy vẫn có phần quà nhá, tặng luôn người là nhóm học online. Ok chưa? Đấy, hoặc là tặng phần quà luôn, bởi vì các bạn có công giới thiệu thì các bạn phải nhận được cái phần quà. Đấy, ngày mai hàng sẽ về tới đây rất nhiều, ở trạng thái gần nửa tỷ, với IC, với tất cả những đồ chơi. Kế tiếp mình sẽ kinh doanh phụ tùng cho anh em. Ủng hộ đi, món lời 20-10 ngàn. À. Ê anh Khánh ơi, trời ơi, 100 người khoái mà ông lại bảo tôi chém gió. Từ bấy chém gió anh em ở cái gì nhờ? Thôi bỏ qua. Được không ạ? Thôi Khánh Ngọc Ri ơi, ông còn trẻ con thì ông lướt đi. Bởi vì 100 người coi người ta cảm thấy sướng mà ông cảm thấy không sướng thì bộ não của ông đang có vấn đề. Nha. Bộ não của ông Khánh Ri cái ông đang có vấn đề. Tôi không chấp những cái người mà bộ não mà như kiểu bộ não heo ấy thì tay ga Đình Tuấn không chấp. Anh em đuổi thằng đó ra ngoài đây này. Khánh Ngọc Duy Khánh. À, tin nhắn vẫn lưu, mẹ gọi điện thoại kia còn chưa hỗ trợ tin nhắn làm cái gì ông? Tôi có thời gian đâu. Nha, ok. Rồi thôi không để anh em mày làm phiền nữa. Rồi. Đúng không ạ? Bởi vì các bạn cứ nghĩ như là bố đời các bạn, mẹ không quen biết gì các bạn, để cần tin nhắn để cả tôi trả lời, tôi không có thời gian. Ờ, tin nhắn vẫn lưu cái đó để về nhà các bạn đọc nha. Biết hay không, tới đây thử một phát tay nghề rồi sẽ biết. Ok. Nếu anh em nào gần cái tên mà gì đây, học online Tuấn tặng cho nhóm học miễn phí. Nếu anh em nào gần cửa hàng của cái tên gì hôm nãy mới comment đấy, Tuấn tặng cho nhóm học online miễn phí. 5 ông ở gần đó tôi tặng cho 5 ông đều nhóm học tham gia online miễn phí. Và tôi chỉ anh em cách kiếm tiền tư duy đánh bại ngay cửa hàng đó. Khánh Ngọc Duy Khánh. Khánh Ngọc Duy Khánh, anh em nào ở gần cửa hàng ấy, tôi tặng tất cả nhóm học online. Nếu anh em đồng hành thì đương nhiên tôi sẽ tặng anh em khóa học chiến lược kinh doanh đánh bay thằng ấy ra khỏi cái lĩnh vực đấy luôn. Đấy, ok. Nếu anh em nào đang ở cái tiệm Khánh Ngọc Duy Khánh, comment cho tôi tặng anh em nhóm học online, tặng anh em kinh doanh đánh bay thằng đấy khỏi khu vực nếu lao cá. Ok, đừng có chọc Đình Tuấn nha. À. Nổ địa chỉ đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi thì bây giờ anh em cần cái gì nữa, mình sẽ cắm cho anh em cục IC được mang ký hiệu 1DBO. 1DBO anh em phải cắm như thế nào thì đương nhiên mới có bơm xăng, mới có đèn FI. Thì anh em để lại comment luôn, nếu có nhu cầu sẽ lấy cho anh em cục IC 1DBO. Đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta sẽ test trên cái mô hình này trên cục IC của IA. An Đạt ơi, 8 triệu rưỡi sờ mất tun comment cho em nhá. Má khản họng luôn. Chưa ăn cơm mà khản họng luôn nhá. Rồi cảm ơn 4 anh em đã chốt nhá. Thì ngày mai Tuấn sẽ sắp xếp và đồng thời sẽ trả hàng cho anh em. Thì mình sẽ gọi anh em lấy bộ đèn led hoặc là bộ nồi côn. Ngày mai tặng cho nó vui thôi. Đấy, chỉ có ngày mai anh em nào chốt máy thì liên hệ, mình sẽ gửi máy cho các bạn và anh em. Và ngày 22 tháng 11 ở đây thì mình mời anh em tham gia khóa học online. Và anh em nào không mua máy thì các bạn đăng ký 1 triệu. 1 triệu mình sẽ bao combo cho anh em bộ tài liệu. Đấy, khóa này khá là đông. Bởi vì nó chỉ có 500k và 500 ngàn tài liệu nữa, nó khá là rẻ. Ok, xin chào anh Thơ Hoài. Em gửi cho anh tin nhắn, tí nữa anh em mình comment nói chuyện. Cuộc đời này nhiều cái thằng mà khinh các bạn, những con chó mà hay sủa. Thì trong tương lai Tuấn sẽ đánh cho cái phu xăng điện tử này. Không giỏi đâu anh em ạ, nó chuẩn bị nó báo tới nơi rồi.
nhiều cái thằng mà nó đang kiếm tốt, những cái anh em mà hay phải đi nhờ vả, những cái thằng đầu to, những cái ban bận, thì trong tương lai anh em không phải nhờ. Nếu các bạn cứ theo tôi nói thật, riêng về cái phun xăng điện tử này thì anh em không cần phải đi nhờ. Nếu các bạn theo tôi, các bạn chịu khó học, kể cả cái lĩnh vực sờ mất cây, nếu anh em chịu khó học, chịu khó ôn, làm đầu tư, cố gắng kiếm con máy cho tôi biết phân tích dữ liệu cái nào sai, thì anh em hãy lưu lại, kế tiếp tôi sẽ in ra một quyển tài liệu ban bận và tất cả thông số chuẩn và thông số sai trên những cái dòng xe này. Kế tiếp nếu tôi giảm, tôi sẽ ra một cái quyển tài liệu về ban bận và về thông số đo đúng hay là sai, oxy như thế nào. Ok, em không bán trả góp. Trả góp ở đây anh em có nghĩa là sao không? Anh em phải làm cái thẻ. Nó khá là phức tạp nên em không bán trả góp. Đó, trong tương lai thì những anh em yếu hay hay gọi là đi tuyến trên ấy, hay là cái vấn đề chuyển viện, nhiều cái thằng đi tuyến trên nó chả vờ đi về đi, ra ngoài kia uống cốc nước đi, thì về nó vào nó sờ phát nó lấy ông 500, 400, kể cả cảm biến VS không hoạt động, nó chả qua chỉ đứt một sợi dây, các ông mò, các ông không hiểu, các ông không hiểu là VS nó hoạt động như thế nào, các ông lại đẩy tuyến trên. Thì đương nhiên tuyến trên nó bảo ơi rồi cái này lại lỗi xe phần mềm, mới ông hù ma dọa khỉ hết, mới ông không hiểu gì cả nên đớp tiền các ông thôi. Hay là cái van ESC của Yamaha các ông không biết lắp, nó tới nó bảo nó hù các ông như thế này, ui trời ơi chú lắp như này nó bị lỗi phần mềm, thằng mày lắp bị này nó bị lỗi phần mềm, thôi ngồi ghế chờ hoặc tí nữa lấy ăn chạy là phần mềm. Thì các chú hồi giờ chưa va chạm với những cái gì công nghệ, hoặc là nhiều anh em chưa va chạm với FI nhiều, mẹ mới cái thằng nó biết một tí nó hù một phát xoắn đái, chả vờ mang cái máy này ra bấm kịch kịch 4 lít quen thì 2 lít. Thì các bạn hãy theo tôi, số tiền chỉ bỏ ra 1 triệu, 1 triệu để tôi lắp cái van ESC vào để cho anh em xem lắp như thế nào, và về nhà anh em có xe chịu khó tháo ra bốc để lắp, chơi cho anh em tới bến luôn. Và kế tiếp tôi sẽ lập ra một cái nhóm học online, không mang lại trọn vẹn 100% nhưng nó phải đạt tới 80% để cho anh em mua những thiết bị đồng hồ đo, những cái đồ phun xăng điện tử, ủng hộ tôi ở trạng thái món lời 20-30 ngàn, hoặc là những cái món nào tôi bỏ tiền nhiều thì tôi lời khoảng gần 100 ngàn cho anh em ở trong đó học ôn luyện. Để anh em làm, anh em có tiền anh em lại mua phụ tùng. Đấy, cái vấn đề kế tiếp tôi sẽ làm vấn đề như vậy. Nhưng hiện tại một mình nó đang bị khá là mệt, nó đang bị quá tải. Đấy, anh em hiểu không? Còn anh em chiêm ngưỡng cái dàn xe ở đây, chuẩn bị tôi đưa về nhà khoảng mấy con xe nữa thì anh em sẽ biết, để phục vụ cho anh em ở 2022. Ok, mô tô su bo thì tôi không dạy được bởi vì tôi không có khả năng. Còn những cái dòng xe lòng sòng này thì không đủ tư cách để nó hành. Anh em hiểu không? Winner, win yết, a bờ lắc, đầu bò, đầu yết, cu si, đúng không ạ? Cảm biến góc nghiêng thì vứt hết. Được chưa? Mô hình chạy khoảng 15 con IC còn đấu được, chứ huống chi là mấy cái phun xăng điện tử, đúng không anh em? Mô hình này của AB2016 chạy full sở mất kỳ, thiếu mỗi cái rắc Vision 2021 và SH. Còn nó mang IC vào trong này kiểm tra với dàn xe này phối hợp, xe nào có rồi thì không làm chân, xe ở đây không có những cái dòng mà đó nữa thì lắp trên này fit fit rồi. Cũng IC Kenhin, dù của IA hay Honda hay là SH lên trên này thì cũng ra hết rồi. Cái phần này sẽ để anh em đêm mai chơi tiếp, mình sẽ cố gắng 5 đêm chưa dạy nhóm học online, mình chơi tẹt bô với anh em luôn. Được chưa? Tẹt bô. Chờ đêm mai tiếp, diễn tiếp. Rồi, cho anh em tham gia và cho anh em chiêm ngưỡng ở khung van cửa hàng, anh em thấy không? Đây à. Rồi, mình chia sẻ một chút xíu thôi, anh em đừng bảo khoe khoang, anh em thấy không? Đồ chơi này. Đấy, đồ chơi. Được chưa? Tiếp tục. Mấy thùng mình cất rồi nha anh em. Tiếp tục đồ chơi.
Được chưa? Ở đây nó hơi bị tối, anh em coi có thể không nét. Tiếp tục ở trong này, cái tủ 3 tầng này anh em thiếu gì đồ chơi. Ok. Được chưa? Tiếp tục ở trên này là nồi niêu xoong chảo. Tiếp tục ở trong này anh em thấy quá trời đồ chơi. Rồi ở trong gặp bàn người nữa thì đồng hồ vít lung tung sờ bồng. Rồi bàn làm việc, ghế xoay. Ok, 360 độ xoay tròn. Rồi lại về vị trí cũ. Rồi máy smart tool thì ngày mai ngày mốt lại cập bến tiếp để gửi cho anh em. Hiện tại chỉ còn cái bản F và cái bản N là bản rẻ tiền và bản S thôi. R cũng hết rồi. Smart tool còn vài con cũ, anh em nào comment tặng luôn nhóm học online. Đó. Anh Khánh Ngọc Duy ơi, thật sự anh giỏi về sửa IC đồng bộ, em mới ngán thôi, còn cái phun xăng điện tử này thì đừng có dọa em. Nếu mà anh giỏi mô tô thì tôi không chơi với anh nữa, bởi vì mô tô tôi không sửa. Còn phun xăng điện tử này đừng thách thức tôi làm cái gì, tôi nói thật luôn cho anh. Anh hiểu không? Tôi gốc Bắc ấy, Bắc nó chơi nhau sướng. Anh vào trong này anh comment với anh em lịch sự, cảm thấy tôi chia sẻ hay thì anh em bảo ok. Thấy tôi chia sẻ không đúng thì bảo ơi Tuấn ơi làm cái này chưa sai, sai này. Mình gợi ý cho các bạn làm tốt hơn này, để chia sẻ anh em thì mẹ nó hay hơn nhiều. Ông ở trong này sủa thì phải khác mẹ con chó. Ông hiểu không? Ông mà làm phun xăng điện tử đéo biết thằng nào ở Hà Nội, tôi cân với ông luôn đấy. Nói thật. Đừng nói tôi với cái sở mất kia, với cái ba cái đồng hồ, mấy cái FI này quá khứ rồi. Tôi nói cho ông biết luôn. Đúng rồi. Anh em coi thằng đấy ở chỗ nào Hà Nội nó to đấy, thì Tuấn đưa vài anh em ở Hà Nội qua chiến nó phát. Không được thì Tuấn sẽ ra sau, bắt máy bay trong vòng chỉ 1 tiếng 45 phút có mặt tại sân bay Nội Bài. Trừ khi ông sửa mô tô nhá, thì tôi không dám. Còn phun xăng điện tử Vespa hay là Smoky, tôi cần ông chơi hết. Được chưa? Chia sẻ thì hay thì bảo cảm ơn tay ga Đình Tuấn. Mà chia sẻ Smoky này không hay thì bảo ơi em cái chỗ này hơi bị sai, tôi sẽ sửa lại. Anh em hiểu không? Đây nó vào, nó sợ anh em đang kiếm miếng cơm, nó đang làm ăn được ở khu vực đó. Lỡ may mà anh em xem được, anh em mua mẹ cái smart tool của tôi mới vài bộ nồi, mới học online, tôi về nhà cứ remark. Thế là thằng này nó đói mất. Nó ghét tôi. Anh em hiểu không? Ở đời người chúng ta là một con người thì hãy thoải mái đi. Tôi vẫn tôn trọng là tôi gọi Khánh Ngọc Duy Khánh. Khánh Ngọc Duy Khánh. Nếu là một con người thì hãy chia sẻ lẫn nhau. Tôi nói thật ông, tôi là gốc Bắc. Đấy. Do tôi đi nhiều nơi quá bây giờ nó bị lai rộng. Tôi chia sẻ không đúng thì bạn phải góp ý. Cuộc sống này đừng có thù oán làm cái gì nhiều. Nhiều các bạn đôi khi nhắn tin cho tôi, hỏi tôi không trả lời, các bạn cũng mang thù cho tôi. Bởi vì mẹ tôi chỉ có một cái đầu, hai cái mắt, hai cái đôi tay. Tôi còn phục vụ cho bản thân của tôi và gia đình của tôi và nhiều anh em nữa. Không thể nào tôi trả lời hết được. Thật sự buổi chiều nay tôi mệt quá, tôi phải để chế độ rung luôn. Rất nhiều điện thoại. Nhiều lúc phải cho tôi nghỉ ngơi một phát. Tối nay tôi có sức để tôi chia sẻ. Mẹ cứ bây giờ cứ dí tôi điện thoại gọi, tôi vừa phục vụ ăn này. Cái laptop từ tối đến giờ nó bị bận, tôi tính là về nhà nghỉ ăn cơm. Ăn này anh bảo bây giờ em cần con xe lấy khách hàng, phải lấy ngay. Anh giúp em, tôi ok ngay. Thật sự tôi rất bận, tôi phải về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi, tôi live stream. Nhưng tôi vừa kết thúc đây, laptop vẫn còn. Bởi vì anh em cần tôi, bởi vì khách hàng. Lỡ may khách hàng cần con xe đấy phải chạy, thì tôi phải hết khả năng đấy. Tôi chơi đẹp như vậy còn gì nữa. Chia sẻ cái nào sai, anh em có thể để lại comment góp ý. Nhưng để được cái sai của tôi về cái phun xăng điện tử này, tôi không giỏi về linh kiện. Nhưng rất là khó, bởi vì tôi chỉ có thế là kết thúc. Anh em hiểu không? Thế thôi. Còn riêng về chơi phun xăng điện tử tôi, nếu mà bậc thầy tôi không dám nói nha, thợ lèn phèn ấy, để ăn được phun xăng điện tử với tôi hiện tại tôi cũng rất khó. Bởi vì tôi dạy hàng ngày, bởi vì nó liều trong cái đầu rồi. Riêng SCU nói với tôi thuộc lầu lầu từng cái chân, thì ăn làm sao ăn chơi với tôi được. Đấy. Thua ăn làm mô tô thôi.
Còn tôi dạy liên tục cái chân IC là tôi đo, tôi hiểu như thế nào, tôi nhớ hết trong đầu rồi. Tôi không cần phải tài liệu nữa. Đấy. Thì anh hãy xem xét lại nha. Nếu có duyên ra Hà Nội anh em mình uống cà phê. Chứ có cái gì đâu mà anh phải ghét ghét tôi. Đó, cuộc sống là như thế. Rồi, còn các bạn nào tham gia khóa học 1 triệu thì các anh em yên tâm đi. Chẳng có cái gì cả. Đấy, trong này có thể là 150 người đang coi mà có mình ăn đấy comment, tức. Nhiều anh em nào đã làm ăn thành công kiếm tốt ở khu vực mình rồi. Mà nhiều anh em khổ quá như bản thân tôi kiếm quá tốt ở đây. Nhiều cửa hàng nhỏ tôi đâu có bon chen làm cái gì. Tôi không đánh chiến lược nữa. Cũng để cho người ta kiếm miếng cơm. Bởi vì mới ông kiếm một ngày 5 triệu thì hãy cho người ta kiếm khoảng 500. Đừng có ép người ta vào con đường cùng, tội người ta. Người ta cũng là một người thợ, người ta khổ. Đấy, hoặc là bây giờ người ta làm không được thì ông cảm thấy cái ban này không không gì. Không phải bỏ vốn thì ông lấy 100, 200 tùy theo cái ban nó khó để cho anh em có một cái cửa để chúng ta sống. Đây cứ vào mẹ cứ tựa nhau ở cái kiến thức thằng này gọi là vô biên, mày không biết gì mày ngồi đấy. Nhiều thằng có cái tính mày ngồi đấy. Đi về đi em, tí ăn xong. Ok, tùy theo cái ban bận để chúng ta lấy tiền anh em 100, 200. Nhiều các bạn cảm thấy nó nhẹ quá, đụng cái tay vào hoặc là đụng cái máy vào thì lấy 100 thôi. Nhiều bố nả 400-500 mẹ mới anh em kia nó chết. Để cho người ta sống với. Bản thân tôi cũng như vậy. Tôi hiểu cảm nhận điều đó. Bởi vì người ta khóa khổ, người ta làm qua xe, người ta làm không được, người ta mới đi tuyến trên. Đúng không? Nếu người ta kiếm tiền được thì cái số tiền anh em lấy 500-700 triệu là chuyện bình thường. Ở đây người ta khó khăn quá. Hãy làm có một cái tâm. Hãy làm có một cái tâm tùy theo cái để ăn. Cuộc đời cho phép chúng ta ăn, nhưng nó phải ở tình trạng như thế nào để kiếm. Đúng, cuộc sống này phải kiếm, không kiếm thì chết đói, lương thiện thì sẽ chết đói. Đấy, bất kỳ một cái nghề gì lương thiện thì phải chết đói, tôi chia sẻ. Nhưng nó phải tùy tình huống, tùy con người. Người ta khổ quá thì chúng ta phải nhẹ tay một chút xíu chẳng hạn như thế. Chứ không phải là bất kỳ ai vào chúng ta cứ nôm na như vậy là chúng ta cứ đẩy, tội anh em hoặc là tội khách hàng. Có nhiều khách hàng vào cửa hàng tôi biết cảm nhận điều ấy, đi làm công ty may. Hoặc là nhiều người mua xe trả góp, kể cả mua xe cũ vẫn trả góp. Đấy, lỡ may mà hư, thì chúng ta sửa theo tùy theo cái vấn đề, bởi người ta quá khổ. Bản thân tôi đi làm đất tôi biết, nhiều vợ chồng mới lấy nhau, như bản thân tôi ngày xưa quá khổ. Ở hai bên, cha mẹ cho được ít tiền, mừng, vàng bạc, hai vợ chồng tích góp cái lúc mà chưa yêu nhau, tích góp được ít tiền. Thế lấy nhau về nhà, bây giờ muốn mua mảnh đất khoảng 300 hoặc 400, an cư lập nghiệp. Xong lấy cái sổ về nhà sang tên cho vợ chồng, xong mang cái sổ đi cầm để vay ngân hàng được ít, về nhà xây cái nhà để hai vợ chồng chui ra chui vào ở trạng thái vợ chồng son. Không để phiền phức cho bố mẹ, để hai vợ chồng tâm sự hoặc là cái gì đấy, nó tư nhân, nó riêng tư, nó thoải mái. Đấy, nhiều cò đất thì mẹ lô đất đấy bán sang tay kiếm được 20 được rồi. Nhưng người ta lại cần người mua, nó lại đập tới 70-80. Gọi là cái từ ăn quá cao. Lại ép con người ta phải vào đường cùng là đi vay mượn thêm tí nữa. Đấy, hoặc là có thể chúng ta bán lướt chúng ta kiếm được 20. Ở đây nhiều cái lòng tham vô đáy tùy theo người. Người kia quá nghèo mà lại muốn đớp cả 70-80. Tội người ta. Người ta cố gắng, người ta bảo bây giờ anh chị à, em xoay hết khả năng rồi, 330. Chúng ta mua lại 300, bán 330 được rồi. Ép người ta 380, bảo bây giờ em còn thiếu 50 đi vay hết chỗ rồi. Đúng không ạ? Thì bán cho người ta, để người ta có cái lộc, để về nhà người ta xây cái nhà để người ta làm ăn. Rồi cái lộc đấy lại để cho mình có thể lô đất sau, mình lại bán lời gấp đôi chẳng hạn như vậy. Đó là cái lộc mang đến. Cuộc sống này luôn luôn có một cái lộc. Thì chúng ta hãy mở cái lòng rộng ra nhiều đó. Rồi chúng ta sẽ nhận được. Đó, cảm ơn anh em nào nếu có cái suy nghĩ giống mình thì cho xin cái like. Còn tùy theo cái này mình không dám là dạy đời bất kỳ ai cả. Ai ai cũng có một cái cá nhân riêng, có một cái suy nghĩ riêng. Còn bản thân tôi là như thế. Khi tôi đã thành công, không được nhiều nhưng được ít, tôi cảm nhận được điều đấy. Ngày xưa tôi khổ. Ngày xưa tôi khổ, tôi gọi điện thoại hết nhờ ban bận người nọ người kia, nhiều lúc nó không thèm bốc máy. Bởi vì làm phiền người ta nhiều quá, tôi cảm nhận được điều đó. Nên bây giờ tôi lại may mắn được cái tôi đứng ra tôi hướng dẫn.
thì tôi mới cảm nhận được điều đó. Nhưng tôi giúp được cái gì cho anh em tôi giúp. Đấy, ngày xưa tôi không biết được cái gì về FI, tôi cũng như anh em, gọi hết người nọ, gọi hết người kia. Nhiều lúc thằng này nó chỉ nhiệt tình, thằng kia không chỉ nhiệt tình. Đó, cuộc đời tôi thấm. May mắn tôi hôm nay đứng dậy hướng dẫn cho anh em, thì tôi cố gắng tôi làm được cái gì thôi. Chứ anh em phải hiểu rằng tôi bỏ cái máy ra thì đương nhiên phải có lợi nhuận. Được chưa? Tôi nói trắng luôn, bán máy tôi phải có lợi nhuận. Nhưng lợi nhuận của tôi là được gì? Và anh em được gì? Anh em mua máy tôi hỗ trợ quá nhiệt tình. Được chưa? Đó. Anh em mua máy bên kia, ví dụ 8 triệu rưỡi. Bên kia nó bớt cho 2 tăm, 8 triệu 3 chẳng hạn như vậy. Anh em nhận được cái gì? Nhưng tôi ở đây vẫn tặng cho anh em nhóm học online. Và hôm nay tôi live stream, ngày mai tôi bán con máy đầu tiên. Tôi tặng cho anh em bộ kiểm tra LED và bộ nồi. Đó là cái tấm lòng của tôi thích thì tôi tri ân thế thôi. Chẳng ai cấm được tôi cả. Nếu một ngày nào đó tôi bán con sở bất tu, tôi tặng motocan, cũng chẳng trên đời này ai cấm được tôi cả. Trong tương lai tôi sẽ làm một cái ngày nào đẹp trời, tôi sẽ bán con sở bất tu bản ER, tôi tặng cho anh em con motocan. Tôi nói luôn cho anh em, tri ân luôn, có cái gì tôi ngán. Được chưa? 5 người ủng hộ tôi mua máy thì tôi lấy cái tiền lời đấy tôi tặng cho người kia là chuyện bình thường. Không có cái gì phải ăn no với cuộc đời tôi cả tới mức độ như vậy. Đó. Tuấn ở Bình Định anh em. Ở Bình Định này không to, nhưng để tiệm tìm ra cái tiệm sửa xe thứ hai thì chắc ở Bình Định này cũng là khó. Dám nói với các bạn điều đó và anh em điều đó luôn. Nếu đi kiếm được tiệm thứ hai to như thế này chắc là khó. Đó. Đó là cái bản 8 triệu rưỡi này để anh em làm gì? Anh em không cần phải bán máy nữa. Anh em đang có máy motoscan thì anh em sẽ mua thêm cái này chẳng hạn như vậy. Về nhà chúng ta sẽ chia cắt. Còn anh em nào tiền nhiều làm một con 18 triệu mấy trăm full. Đấy, về nhà làm tất như cái bản vừa rồi ER. Đấy, còn anh em nào ok có cái máy kia thì cố gắng mua cái máy này một chút xíu để về nhà chúng ta kiếm thêm. Nhưng anh em mua máy thì về nhà chúng ta phải làm được. Phải vận dụng để kiếm ra đồng tiền. Chứ mua máy về nhà đừng có treo chơi thì đừng có mua làm cái gì, nó phí tiền các anh ạ. Mua nó đáp ứng cho cửa hàng các anh được. Các anh có tư duy, các anh mở mang nó ra để nó kiếm được đồng tiền, để nó thu vào dần dần, để nó lấy vốn cho nó nhẹ xuống. 8 triệu rưỡi còn 8 triệu xuống 7 triệu mấy dần dần nó sẽ là con số 0. Sau này nó sẽ là một con gà đẻ trứng. Lúc ấy không cần phải đẻ nhiều nữa, một xị cũng đẻ, hai xị cũng đẻ, 150k cũng đẻ, bởi vì nó sẽ là trở về không đồng. Thì lúc này các anh cứ để lên đấy, chúng ta phải tính nó lợi nhuận hơn ngân hàng thì chúng ta hạng lại. Còn để bỏ số tiền ra 8 triệu rưỡi bỏ ngân hàng một năm chúng ta kiếm được bao nhiêu thì chúng ta hãy làm như vậy. Hãy luôn luôn có bài tính toán, chứ tôi không xui dại anh em ngày mai phải đi vay nóng để mua máy của tôi. Còn anh em chưa có điều kiện thì tham gia khóa học 1 triệu. 1 triệu tôi sẽ tặng anh em bộ tài liệu để về nhà anh em biết về phun xăng điện tử FI này. Ở những cái cơ bản chẳng hạn như vậy. Khi chúng ta chưa có gì trong tay, bơm xăng tích tắc, phúc một phát điết, chết bơm. Hay là đứt đường dây, IC dập mát. Hay là chết mặt, IC. Báo khách hàng thay có tiền. Hãy dùng cái số tiền mà bỏ ra 1 triệu như vậy. Về nhà các anh cố gắng lấy lại 1 triệu tiền vốn cho tôi. Đây là một bài toán này. Lấy 1 triệu về nhà, lấy tiền vốn trả lại vợ. Rồi, ngày hôm qua mượn vợ 2 tờ polymer, trả tiền tài liệu và tham gia khóa học ngày 22 tháng 11. Về nhà mon me thay buji kim phun, cả thấy bắt bận phun xăng gì thì dễ. Trả tiền cho bà xã. Xong này trả tiền 1 triệu xong. Cái tiền đấy anh em không đưa cho vợ nhiều nữa, bỏ vào cái bùng binh. Thì hồi giờ anh em không tham gia khóa học của tôi thì anh em chẳng biết xử lý mấy cái này. Thế anh em đầu tư 1 triệu thì anh em trả lại vốn cho vợ rồi. Rồi, nó sẽ tiếp tục là con gà đẻ trứng. Anh em bỏ vào cái bùng binh. Đó là anh em nào khó. Dần dần từ từ mua cái máy. Ít tiền mua máy ít tiền. Để về nhà làm gì? Nạp phần mềm, đọc thông số. Để xóa lỗi. Để nó mang lại cái tinh hoa cho khách hàng nhìn thấy. Cái tiệm này nó nhỏ mà bữa nay nó thay đổi tư duy, nó có cái máy nâng cấp phần mềm nạp, reset, kiếm 100, 200. Rồi dần dần cái máy này nó lại về không đồng.
chúng ta phải tính như vậy. Ê, nó lại tiếp tục đẻ trứng. Rồi anh em lại đầu tư cái gì? Máy xúc rửa kim phun. Loang quang, anh em biết tư duy nó cứ là không đồng. Mà cứ làm một con gà, cứ vậy đẻ đẻ. Ấy, một con gà thì một ngày đẻ một trái trứng. Thì sau này chúng ta lại có tiền mua thêm con gà. Thì hai ngày, bởi vì chúng ta đã có hai con đẻ được hai quả trứng. Là máy xúc rửa kim phun. À, ngày nay lâu lâu lại xúc rửa được cái kim phun, được cái bùng đốt. Thì đương nhiên hai cái sẽ phối hợp lại để chúng ta tăng tốc. Và làm sao cái đặc biệt phải làm cái hài lòng khách hàng, để khách hàng ập đến và cứ lấy những cái đó để phát huy cái dương đại lên để kiếm tiền. Xong 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 một lượng khách hàng ủng hộ, tin tưởng thì lúc đấy lại tiếp tục cái món nồi côn. Cái món nồi côn dần dần nó lại đẻ 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 lên thì chúng ta mới có tiền, mới thay đổi được cuộc sống này. Chúng ta mới ở nhà lầu xe hơi, mới ăn đồ ngon, mới mặc áo đẹp. Thích cái gì là mua. iPhone 3 mắt 5 mắt không chần chừ, bởi vì thích. Đúng không ạ? Thích thì làm cái gì? Về nhà mở cái tủ lấy cái giấy chứng minh. Vào ngân hàng. Nếu lúc vắng thì giải quyết trong vòng 10 phút. Nếu đông thì viết tờ giấy ở trạng thái là rút tiền đưa giấy chứng minh. Và đồng thời phải ngồi ghế chờ lần lượt trong vòng 30 phút. Rút ra khoảng 50 triệu, 100 triệu vào cái thế giới di động, đập luôn con iPhone. Các bạn cứ làm điều đó trước rồi sẽ thành công. Tôi không khuyến cáo các bạn đi vay nợ. Với tôi là thế, mua máy cũng được tặng, không mua máy cũng vào nhóm học. Cứ theo dõi nhiều vào trên cái Facebook, trên cái YouTube để được một người thợ nào hướng dẫn như vậy. Rồi các bạn hãy tựa lưng. Và các bạn từ từ hãy rút tiền đưa cho người đấy. Hãy đặt câu hỏi. Hãy có quyền lựa chọn cho bản thân mình để nó đi tới đích. Được không nào? Đó là chia sẻ, tôi chia sẻ hết lòng. Không khuyến cáo ngày mai đi vay nợ. Đấy. Còn khi thành công chỉ cần cái này đi rút. Rút thẻ nó lâu. Quăng cái này vào lấy cục. Ngày mai tôi lại cầm cái này vào ngân hàng, tôi lại quăng. Lại lấy ra khoảng vài lít trả nợ. Không, anh em nó lại đăng trên mạng nó chửi. Nó bảo tay ga thì Tuấn này mẹ nợ tiền không chịu trả. Thì ngày mai tôi phải đi rút. Quẹt thẻ nó lâu. Quẹt thẻ nó lâu lắm. Bỏ vào trong cái ôm về. Trần Vĩ, An Tuấn mua máy tặng bộ tài liệu. Cái gì bây giờ mua máy này? Ok, trong vòng ngày mai nữa nhé, mua máy tặng thêm bộ tài liệu. Qua ngày mai chỉ tặng online, không tặng bộ tài liệu, bởi vì tài liệu các bạn phải đăng ký, bởi vì in không phải in gần ở đây được, phải gửi đi in ở đây. Máy in ở đây nó mờ. Đây còn ít bộ này, giấu giếm anh em làm cái gì, được chưa? Chẳng bao giờ giấu giếm cả. Ngày mai lại tiếp tục gửi hàng cho anh em. Hôm nay mưa gió, màu sơ đồ này. Rồi, trắng đen, còn vài tập. Anh em nào đăng ký nhanh để vào khóa học ngày 22 tháng 11. Anh em có thể đọc cái comment ở trên đề tài của mình. Trong tương lai, đôi tay của anh em nó cứ thế này và vẫn có tiền. Tuấn là ở dưới sa mạc đi lên, không phải sinh ra ở cái vạch đích. Đúng không? Sinh ra nó là ở cái hố bùn. Nhưng trong tương lai, anh em sẽ đẹp hơn như thế này. Nhưng cái nhấn này anh em đừng cắt bỏ. Tương lai có nhiều tiền đổi cặp khác, cặp này làm kỷ niệm. Được chưa? Chứ mình không khoe khang. Mình làm được, mình nói được. Đó, cuộc sống này là vậy. Truy cập vào Zalo, Zalo nha anh em. Đây, anh em nhắn tin hơi bị nhiều trong Zalo, tí nữa mình sẽ đọc số điện thoại này. Cảm ơn mọi người. Cứ nghe Đình Tuấn thử một lần, bỏ ra 1 triệu coi các bạn nhận được gì trong khóa học. Và đặc biệt cái dàn xe này chứ không phải là thằng Tuấn hôm nay nó live stream nó đi thuê. Nhiều anh em nào mới biết. Để về nhà nó dựng cái cảnh bộ phim này để nó quay, để nó like, để nó chém gió. Được chưa? Còn nhiều anh em nào quen thì các bạn biết rồi. Tất cả là xe của nó. Và nó thích thì nó mua lên nữa. Được chưa? Đó là cửa hàng 1, cửa hàng 2. Còn cửa hàng 1 còn vài con nữa. Đó, chứ chẳng hiểu lầm nhiều anh em nào
cảm thấy không khoái thì Tuấn bảo ôi trời ơi, nó phét lác, cái xe này nó mới đi thuê về ấy mày ơi, anh em ơi, nó mới đi thuê về đấy, để tối nay nó dựng cảnh nó live stream để nó móc tiền anh em trên mạng nhá. Thì tôi nói trắng ra luôn, vấn đề đó không bao giờ tôi thích chơi đó, ở quê nhá chỉ có chừng nó đồ chơi thôi. Và cảm ơn anh em, những bức tranh này là anh em tặng chứ không phải là tôi phải đi thuê về nhà tôi live stream. Rồi, anh em K11, K10 khá là nhiều. Nó khá là nhiều những bức tranh này, cảm ơn những tấm lòng của anh em. Bức tranh kia chưa dán tem được. Đó. Thấy chưa? Ừ. Tôi ưu tiên cho anh em một cái giá nó chỉ có 1 triệu bạc. Đúng không? Chỉ có riêng về phun xăng điện tử và ban bận và sử dụng máy chẩn đoán phân tích dữ liệu nha. Khóa học 1 triệu 10 đêm chỉ có về FI và ban bận. Ok, ăn mô tô thắng nha. Còn Smart Tool bản rẻ nhất là 8 triệu rưỡi. Có cái gì anh em đọc full thông số, từ xe đời cũ cho tới xe đời mới, 8 triệu rưỡi. Để cho những anh em nào ít tiền. Các bạn bây giờ đừng có cố gắng. Chia sẻ thêm một cái vấn đề nữa này. Thì cuộc sống này chúng ta sống nhau, gà hơn nhau ở tiếng gáy. Thấy thằng này sử dụng cái bản R, mình là cái bản N, là cái bản rẻ 8 triệu rưỡi. Được chưa? Mình không được mở tour nhiều, nhưng khu vực anh em không đáp ứng anh em mở tour nhiều thì chúng ta dùng để kiếm tiền nhỏ nhỏ trước. À, đọc, xóa lỗi, phân tích dữ liệu. Nó cũng như cái bảng cao cấp nhất vẫn làm được điều đó. Nhưng mở tour hạn chế không được nhiều dòng xe. Chỉ mở được những cái dòng xe 23 đến 25. Li 125, SHMore và A-Black. Sau này hãy cố gắng kiếm tiền rồi từ từ nâng cấp lên 3-4 triệu. Mở tua thêm một chút, mở tua thêm một chút, nó sẽ là cái bản R. À, để chúng ta tạo cái máy, để tạo cái niềm tin cho khách hàng nhìn thấy ở cửa hàng thằng này có cái máy. Thì anh em hãy cố gắng. Phương Trăng Đỗ, anh em suy nghĩ đầu tư một lần là được cả bầu trời. Cảm ơn anh em Hương Lê, đời Quốc Tiến. Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ like nhỏ, sẽ chào mọi người. Còn anh em ở khu vực chỉ có đáp ứng là làm Smart Key, đọc thông số, làm con Smart Motocam này giá rẻ. Full về cap, mình cũng tặng anh em nhóm học online mà. Đâu có bỏ anh em đâu. Mua máy nào cũng được tặng nhóm học online. Máy nào mà nó không có lợi nhuận, khoảng 2-300 ngàn, 500 ngàn thì tài liệu mình không thể nào tặng được. Thì anh em hãy chịu khó bỏ thêm vài trăm ngàn mua bộ tài liệu. Mình làm được như vậy, ok nữa. Một con máy đôi khi mình bán cho anh em mình lời 500-700 ngàn máy cũ. Mình tặng anh em một nhóm học online là cái tri ân của mình rồi. Anh em đừng có đòi hỏi thêm tài liệu, tùy theo cái máy mình tặng. À, đó, ok chưa? À, còn vấn đề khổ, ai cũng khổ hết, mình cảm nhận được điều đó. Tùy theo cái máy mình mua vào của anh em nó rẻ, mình bán mình lời được 1,5 triệu. À, mình sẽ tặng anh em bộ tài liệu bình thường, không có cái gì hết. À, còn bây giờ mình bán cái máy này ra mình lời có 500-700 ngàn, anh em bảo tặng cái bộ tài liệu nữa mình dạy để cho Đình Tuấn kiếm chai nước nó để nó uống, hoặc là lít cà rốt để tối nó dạy anh em. À, được chưa? Đó là cái ok Đình Tuấn muốn làm, mang lại cho anh em.
online ở đây đâu phải là đăng cái clip lên cho các bạn học. Nó học có từng tập một vào ban đêm trực tiếp như coi trận đá bóng vậy ấy. Chứ không phải là online cứ đăng lên những clip để cho các bạn học. À, cứ đúng giờ chúng ta vào nhóm tập trung để học. Anh em tập trung 40-50 người. Chúng ta vào học. Thế thôi. Một cái điều mình muốn mang lại cho anh em điều đó. Để anh em cố gắng phấn đấu nghèo vươn lên như bản thân Đình Tuấn của cái 2017. Nó chỉ là con số 0. Trong tay may lắm có hai đứa con, đẻ đứa thứ hai là con trai, đứa đầu 23 là con gái. Và nó cố gắng nó đi lên để cho cuộc sống nó ấm no hơn. Thì tôi chúc các bạn đang khó khăn như tôi vài năm về trước thì hãy đi lên. Còn anh em giàu thì tôi không dám nói, bởi vì anh em giàu thì nhiều người có tư duy tốt. Hoặc là nhiều anh em được sinh ra ở cái cảnh cha mẹ cho nhà, cho đất thì tôi không dám bon chen vào làm cái gì. Tôi chỉ muốn là bon chen và chỉ muốn là tư vấn cho những anh em nào khó khăn cho bản thân tôi. Thế thôi. Đôi tay chạy rất nhiều máu và thẹo. Và những đầu ngón tay này nó tước, nhớt, nó bám đầy. Và cuối cùng tôi cố gắng lắm để ngày hôm nay tôi nhận được vấn đề này. Không biết tôi nhận được bao nhiêu lâu và bao nhiêu lâu nữa tôi phải dùng đôi bàn tay tôi. Nó lại nát như xưa. Tôi đang cố gắng hàng ngày, được ngày nào hay ngày đó. Thế thôi. Đấy, 1 triệu nha. Đấy. Thì anh em gửi trong Zalo khá là nhiều. Nếu ok đêm ngày mai ok thì các bạn và anh em cứ theo dõi cái trang fanpage và vào Facebook Tây Ga Đình Tuấn kết bạn hoặc là Tuấn Thành Đạt. Đến lúc live stream hoặc là đăng bài mình gắn thẻ thì anh em đều nhận được cái thông báo. Mình khác xưa rồi, không lên nói nhảm nữa đâu. Đã like thì phải hay. À, không phải lên để chửi rủa nhau như ngày xưa nữa. Mỗi ngày nó lớn khôn hơn một bậc. Tuấn của ngày hôm nay khác với ngày hôm qua. À, đó. Chứ không phải là like lên không có cái gì. Like lên nó sẽ có kiến thức. Không được nhiều nhưng nó cũng là kiến thức khá là hay. Và tôi thông báo cho các bạn thì tùy theo chọn. Nhiều lúc các bạn có 2-3 triệu các bạn đừng có đổ xô từ từ đi mua một cái máy chẳng hạn như vậy. Đó là bản thân tôi chứ nhiều người ghét tôi. Để rồi các bạn có thể nâng cấp, các bạn có thể làm gì sau tương lai nó rất là khó. Nhịn ăn khoảng vài bữa nữa. Kìm nén lại trong vòng khoảng 1 tuần nửa tháng nữa rồi mua cái máy. Đó. Bởi vì nhiều cái máy ở trạng thái nhiều cái men, cái bo nó quá cũ. Các bạn về nhà làm nó chỉ có giới hạn những cái dòng xe. Nhiều dòng xe chỉ 27, 26 xuống là hết. Các bạn muốn đi lên xóa lỗi những con S-Sai đời mới, các bạn không làm điều đấy thì các bạn cảm thấy tức áy náy. Khi các bạn muốn nâng cấp lên thì nó chỉ là một cái núi tiền. Đó. Thì các bạn hãy chịu khó nén nhịn lại chút, không có đi kiếm thêm vài triệu nữa. À, mua những con 5-6 triệu trở lên chẳng hạn như thế. Ok. Đấy, đó là tùy tấm lòng của các bạn. Tôi thấy nhiều các bạn mua máy xong về nhà nó chẳng làm được chức năng gì nhiều. Nhiều lúc cái máy này đọc được key, cuối cùng nó chẳng làm được key. Đó. Nên các bạn làm cái gì chúng ta phải có cái điều. Tôi ngày xưa tôi sung lắm, thích cái gì là tôi múc. Ngày xưa như bây giờ để không bao giờ tôi trong tay hiện tại chưa có ô tô đâu. Ngày xưa còn cái máu thì con ô tô nó phải về đây 8 lần rồi. Nó phải về đây lâu rồi, không bao giờ nhịn nhục như ngày hôm nay được. Bởi vì khoái là mình phải múc. Đó là cái bản lĩnh ngày xưa, khoái là phải đưa nó về ngay. Còn bây giờ mình phải nhịp nhàng đưa về tích tắc thôi. Đúng không ạ? Một con xe bây giờ trị giá khoảng vài trăm triệu, 1 tỷ, nó chẳng thấm vào đâu cả. Nhưng bây giờ thứ nhất, mình thấy người ta đi che mưa che nắng này mình cũng khoái. Nhưng bây giờ mình chưa có chỗ nào dựng, tôi đánh vào đây nó bị chật, chẳng lẽ lại bỏ ra bãi hoặc để đi gửi. Gửi thì mình lại phải chạy con xe bỏ trong đó cái kho. Đó, mình đánh ô tô đi, mình lại bỏ ô tô đó, mình lấy con xe về. Mình lại chẳng được cái gì, chạy ngoài đường, nuôi nó phí.
Đúng rồi. Dư giả múc, điều kiện ok múc. Đơn giản giống bây giờ mua con trâu, chúng ta phải làm được cái chuồng. Bây giờ mua trâu về nhà có chuồng thì chúng ta cứ nhốt ở ngoài, chúng ta cứ cột ở ngoài lặn tội nó. Được chưa? Đấy. Mà chúng ta mua con trâu về nhà chúng ta phải biết chăn, đừng có thả nó. Thả nó hoặc là con trâu con bò nó đi lung tung, người ta lại chặt cái đuôi. Đấy, nhiều người qua hàng xóm nó cắn cái này, phải chặt con đuôi. Đấy, mua hoặc là nuôi trâu nuôi bò chúng ta phải chăm. Nên tôi là vậy. Thế bây giờ tôi mua con xe, cảm thấy chưa gì, tôi đầu tư lô đất, bởi tôi chưa cần đi đâu, thích thì chạy con Labo đi Quy Nhơn ăn nhậu đi về 300 bạc, đâu phải ngày nào cũng đi 300 đâu. Có người đỡ, có người đưa say, tôi đơn giản nghĩ nôm na như vậy. Còn trong tương lai nó phải về. Rồi, xin chào tạm biệt, chúc cả nhà hôm nay thứ hai đầu tuần vui vẻ, sức khỏe, thành công trong cuộc sống, bình an. Thế buổi tối hôm nay mình livestream không được nhiều, cũng là 1:30, giờ này cũng là mệt mỏi, phải về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi để tiếp tục công việc vào ngày mai. Hành trình tiếp tục phải lên toa, tiếp tục phải lên máy. Đấy, có anh em nào cảm thấy tin tưởng tựa vào đôi vai Đình Tuấn tham gia khóa học 1 triệu bạc, 1 triệu Việt Nam đồng. Hãy mượn của vợ của mình đầu tư 1 triệu để xem có lợi nhuận hay không, trong đời phải thử. Trong đời những con xe phun xăng điện tử cảm thấy nó đang hàng, thì hãy mượn tiền lời 1 triệu của con vợ đầu tư xem nó có đẻ gà đẻ trứng hay không. Học trong vòng 4 đêm 1 triệu không phê, tôi trả lại 1 triệu luôn. Nếu anh em đúng tâm. Đấy à, bà Tuấn ơi, mẹ mày lừa tao vào xong cái nhóm học này, 1 triệu bạc ta chẳng học được gì. Ok, thật tâm ra khỏi hội, trả lại ngay 1 triệu, không bắt đầu. Chứ đừng nghĩ rằng tôi vào trong đó, nó nói là hay ở trong cái live stream, vào trong nó chẳng chỉ gì cả, nó chẳng có xe. Thì mẹ búa vừa rồi nó live stream thì mẹ nó nhiều xe thế. Sao hôm nay nó lại không có xe? Nó mở con xe SCR ở nhà Tống, cứ vậy nó chạy đi chạy lại. Tôi sẽ trả lại 1 triệu. Nói có bao nhiêu người chứng kiến ở đây. Được chưa? Chứ không phải chuyển 1 triệu vào học chẳng được cái gì, mất 1 triệu nó phí, vợ nó la. Tôi hiểu cuộc sống này. Tôi hiểu cuộc sống này, bảo ăn vừa rồi nghe là fan hâm mộ của thằng tay ga Đình Tuấn gì đấy. Tôi nói thêm khoảng 2-3 câu nữa. Anh cứ nặng xin tôi 1 triệu để tôi bắn tài khoản cho nó. Cuối cùng anh chẳng biết mẹ gì. Bây giờ anh chẳng dám đòi nó 1 triệu thì các anh phải nói ngay chị nhà. Ok, thằng Tuấn nó không như vậy đâu, nó trả lại đấy. Thấy chưa? Rồi, xin chào. Cái nhắn nhủi nhỏ để chúng ta thỏa lòng. Triệu bạc quá nhỏ, chẳng là cái gì cả. Cú nhậu cũng hết. Thằng Khánh ở địa chỉ 111 Khâm Thiên à? Lại Khâm Thiên à? Thằng Khánh ở Khâm Thiên, 111 Khâm Thiên. Bữa nào thì Tuấn ra Bình Định, anh em mình ghé cửa hàng ấy thăm uống cà phê. Quán vừa khai trương à? Đúng là thằng em mày giỏi thế nhờ. Lại biết ở 3 số 1 Khâm Thiên. Nó vừa khai trương, nó sợ không may ở số nhà nào gần Khâm Thiên học của tôi, mẹ nó lại thuê mặt bằng nó chát quá, nó chịu không nổi. Thì nó lại biết. Thì cuộc đời khổ thật. Gần Phương Khâm Thiên à? Ok, ngày mai điều tra nó ra ngay, có cái gì đâu. Chẳng ảnh hưởng gì cả. Chúc nó khai trương thành công, phát tài phát đạt. Thế thôi, cuộc sống này hãy cho đi rồi sẽ nhận lại, chẳng có cái gì vào trong này phải comment, phải bèn xèn. Rồi, xin chào mọi người, vẫy tay chào Đình Tuấn. Đọc comment Zalo khá là nhiều. Chủ ơi, Zalo khá là nhiều nha. Nói mệt, khá là mệt. Chờ nhiều anh em chụp hình thằng đó lại cho Đình Tuấn luôn. Điều tra Khâm Thiên không? Mình chẳng cần điều tra đâu các bạn. Vấn đề tôm tép chẳng là cái gì cả. Thôi không nhắc chuyện đó nữa, kệ bố đời. Miễn sao làm anh em được vui khoái, đừng để có một con chó, bất kỳ con chó nào cản được khi anh em mình đang trong một cuộc vui chơi. Chó mà lọng quạng sủa thì anh em mình đang trồng nhậu mà, đang nói chuyện mà, ôi trời, kinh doanh làm ăn, chó vào cứ sủa gâu gâu thì anh em mình đang tiện cái chai bia đập cho nó phát thì nó chạy ngay, có cái gì đâu.
Cuộc sống này là thế. Chó phải chọn lúc để sủa. Sương thì mẹ mới mở cái bàn nhậu này ra, chưa kịp ăn. Chưa kịp ăn, mẹ chó cứ gâu gâu. Từ từ mới bố thì mẹ phải uống bia cái đá, phải nhấp môi cái đá mới tung sương. Chó mới cắp chứ. Mẹ mới chậm đít ngồi xuống cái bàn thì mẹ chó gâu gâu. Đập bỏ bao luôn. Về nhà làm món cầy tơ Lê Quốc Tiến nhở. Rồi, thank you. Khoái rồi, cuộc sống là thế. Anh em ở Hà Nội khác tự động sẽ chụp cái cửa hàng đó cho Đình Tuấn. Anh em yên tâm, Hà Nội thiếu gì nhiều người. Khoái, bữa nào anh em mình có duyên gặp nhau cái mà như online này nhỉ. Làm một phát khoảng 5-10 mâm, nhậu một phát, dô uống một phát, chia sẻ về phút sang người tử, uống một phát, nâng ly phát, cảm thấy cái cuộc đời nào nó phải khoái lên một điều đấy. Hết Covid thì Tuấn sẽ ra Hà Nội. Đang Covid quá không đi được. Rồi, xin chào. Ọp nha.